Chào các bạn, mình là Yến Trinh đây. Hôm nay Trinh sẽ review tới các bạn mẫu loafer mới nhất từ Torosu nhé. Đó là Toro Loafer 1567. Nếu như các bạn đã quen thuộc với những mẫu giày lười mũi tròn có họa tiết và thân dài ngắn của Toro thì M567 là thiết kế hoàn toàn khác biệt. Khác biệt lớn nhất ở dòng sản phẩm này là thân dài thon dài hơn so với các mẫu loafer truyền thống. Điều này khiến cho sản phẩm nhìn thanh thoát, mang lại sự chững chạc và lịch lãm hơn. Ngoài ra, chi tiết đai kim loại cách điệu lấy cảm hứng từ kiểu giày Hotspeed Loafer của Gucci giúp tăng thêm tính sang trọng trên nền chất liệu da bóng nổi bật. Chính vì vậy mà Toro 1567 cực kỳ phù hợp để bạn diện trong những buổi event, đi ăn tiệc, tham dự sinh nhật hay là đi làm công sở thì cũng sẽ rất ok. Với mẫu 1567, ngoài da bóng, Toro còn cho bạn thêm một sự lựa chọn khác, đó chính là da lì để dành cho các chàng trai giản đơn không ưa sự bóng bẩy. Toro bảo hành sản phẩm lên tới 6 tháng, hỗ trợ bảo hành trọn đời. Vì vậy, bất cứ khi nào có vấn đề gì, hãy mang giày tới để chúng tôi bảo hành cho các bạn nhé. Và bây giờ hãy cùng ghé Torosu để cùng nhau trải nghiệm nào.